Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng loa chuyên dùng để lắp đặt cố định của thương hiệu Mosi Bồ Đào Nha. Thì cái dòng này là E-Series, nó có 4 model E4, E5, E6 và E8. Thì đây chính là cái mẫu E8, mẫu lớn nhất của cái dòng này, 8 inch, công suất 340W. Thì đây là một cái dòng loa chuyên dùng để lắp đặt cố định, ta có thể treo trần hoặc là treo tường, vân vân, sử dụng cho những cái địa điểm công cộng như là hội trường này, phòng họp, nhà thờ, quán bar, quán cà phê, nhà hàng, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cho những cái shop hoặc là tòa nhà, vân vân, rất là nhiều ứng dụng cho cái mẫu loa này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái mẫu E8, mẫu lớn nhất của cái dòng này. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch của Mosi Bồ Đào Nha, hàng sản xuất tại Bồ Đào Nha luôn, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết của mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu E8 của Mosi, hàng sản xuất tại Bồ Đào Nha. Thì cái mẫu này là loa hai quay, nó có một cái loa càng 1 inch và một cái loa bass 8 inch. Đây là cái mẫu lớn nhất của cái series này. Thì cái thùng loa này nó được thiết kế theo kiểu phản xạ âm trầm hình thang, thùng bằng gỗ. Đây là gỗ bạch dương cao cấp 12 mm, sơn một cái lớp nhám chống chày xước, chống thấm nước. Phía trước này nó có một cái lớp bằng lưới bằng sắt cũng được sơn tĩnh điện để chống chày xước. Bên trong thì nó có một cái lớp lưới vải để giúp bảo vệ chống bắn nước cũng như là có thể lọc bớt cái tạp âm bên ngoài. Dưới này có một cái logo của Mosi. Thì cái loa này nó có chiều cao là 40, ngang là 24 và sâu là 26, trọng lượng là 8 kg. Gỗ bạch dương này nó cũng khá là nhẹ. Thì loa này nó có gốc phủ là 60 độ ngang và 40 độ dọc. Ok, thì đây là cái mặt sau của cái loa này. Thì loa này chúng ta có thể sử dụng rắc speed công hoặc là cái chạm aero block này. Công suất loa này là 170-304W một cái, made in Portugal, Bồ Đào Nha. Thì loa này nó có rất là nhiều cách treo. Chúng ta có thể treo bằng một cái bát chữ U trên dưới, hoặc là chúng ta có thể để có dưới này nó có một cái ổ phi 35, chúng ta có thể để trên chân loa hoặc là giấy treo, hoặc là chúng ta cũng có thể treo bằng một cái bát xoay ở phía sau này. Rất là nhiều cách treo cho cái loa này. Đây là một cái mẫu được thiết kế treo tường hoặc là treo trần. Thì chúng ta cũng có thể, chữ U thì chúng ta có thể treo ngang. Loa này có thể treo ngang hoặc là treo dọc, rất là nhiều ứng dụng treo cho cái mẫu loa này. Thì loa này nó có, nếu sử dụng cái đường aeroblock thì chúng ta có thể sử dụng cái biến áp, nó có biến áp của loa, có thể điều chỉnh từ 15W đến 30W. Còn nếu xài 8 ohm là 170-304W. Loa này nó có dải tần từ 70Hz cho đến 18.000Hz. Mức áp lực âm thanh là 118dB. Ok, thì với cái mẫu loa này rất là thích hợp cho chúng ta dùng để lắp đặt hội trường, phòng họp, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cho nhà hàng, quán bar, nhà thờ. Rất là nhiều địa điểm công cộng có thể sử dụng cái mẫu loa này. Thì nó tùy theo cái địa điểm chúng ta có thể chọn những cái series, những cái model thấp hơn như là E4, E5, E6, loại nhỏ hơn. Thì đây là cái mẫu lớn nhất của cái dòng này, loa 8 inch hai quay. Đây là hàng sản xuất tại châu Âu luôn, made in Bồ Đào Nha. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về cái mẫu loa E8 của Mosi,
hàng sản xuất tại Bồ Đào Nha, thì các bạn có thể tham khảo chi tiết cái mẫu loa này tại cái đường link website mình có để ở bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.